thì cái tình hình sức khỏe của chị như thế nào ạ? Dạ thấy điện về cũng hơi bớt rồi, mà bệnh viện đang theo dõi. Dạ. Gãy hai tay 4 khúc. Gãy hai tay mà 4 khúc. Dạ. Hai tay. Bên một bên 2 khúc á. Dạ rồi. Thấy ông anh hai thôi. Chiều chị hai phải điện về phải nó tăng cao cái một á, ông đứng trước cửa ông ngồi về. Nóng chờ ông bả về. Tới số cuộc đời khổ. Cái này anh hai em khổ cả đời. Chỉ điện gì chỉ thấy cái thằng thợ anh hai mà chỉ khóc không. Không nói chuyện được giờ, chỉ nói chuyện được vài câu cái là chỉ tắt máy. Cái đầu nằm nghe đây nè. Còn cái chỗ này để yên hương à. Nghe ăn còn à. À cái đầu nằm đây. Còn cái giò này nằm xe xuống ngột kêu nè. Nằm thẳng đường này luôn. Nằm thẳng vô nè. Nằm lọt vào đó luôn. Dạ. Còn cái nón bảo hiểm còn luôn. Mà em nghe nói là cái xe đè lên người là có không? Có. Xong rồi ông chủ nhà ông mới ra ông, cái ông chủ quán á, ông mới ra ông đỡ lên là ngước ba cái anh em chết luôn á. Mấy ông kia bự con á, có mình em ốm yếu. Mà ý là anh trực tiếp bưng luôn hả? Em kinh đó mà. Là một người tuột tay hay là năm người luôn? Thì nói chung là tuột tay á, tuột cái đầu xuống vậy á. Ra tới ngoài tự nhiên tuột. Ở trong đây xe cộ đậu nhóc luôn mà đi không có gì hết. Mình có nghe nặng hay nghe ai kéo gì không mà sao tuột? Em cũng không biết cái to ông bị tai biến gãy làm hai luôn rồi vậy là cái lực cái gãy đó bằng gỗ là bằng gì vậy? Bằng inox cái sáng giới trời cái gãy ba giỏi gãy ta gãy làm hai không á em cũng không biết lực ý là gãy đứt ra luôn á hả gãy làm hai mà nằm ngay đây luôn là dữ lắm luôn á là mới gãy cái inox không mới là công thôi chứ đâu cái này Phú xin chào quý chú chị và các bạn. Hôm nay thì Phú trở lại đây với mấy anh em trước là thắp cho anh Thương một nén nhang và sau cũng chia buồn với gia đình để cũng gửi chút ít để nhang khói cho anh Thương đó quý chú chị. Và cái điều đặc biệt hôm nay là Phú muốn biết cái tình hình của chị Thanh và anh Thương trong cái vụ mà hát với nhau ở xã Quế Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, cũng chấn động mấy hôm nay. Thì Phú cũng quay chia sẻ cho chú chị xem rồi. Thì hôm nay cũng trực tiếp xuống đây để hỏi thăm gia đình những người em trai út của anh Thương về tình hình của chị, sức khỏe của chị ra sao. Phú xin mời quý chú chị cùng đồng hành với cái clip hôm nay. Dạ, em chào anh nha. Dạ. Anh cho em hỏi anh là như thế nào với dạ em út của anh Thương. Em út hả? Dạ. Em út của anh Thương. Dạ. Dạ. Thì vừa rồi á em cũng nghe được cái chuyện buồn của gia đình mình. Dạ. Thì trước mắt là anh em tới đây là xin chia buồn cùng với gia đình của mình ha. Dạ. Cái thứ hai nữa là em cũng muốn tìm hiểu ít nhiều gì đó về cái câu chuyện này á. Dạ. Thì anh tên Thanh đúng không ạ? Dạ dạ. Anh Thanh có thể kể lại một ít giúp bọn em được không ạ? Em đang ngủ ở nhà cái có ông cậu ông lên ông kêu điện không có ai bắt máy á ông cậu cũng kêu ông kêu ông nói Thanh ơi Thanh anh hai mày chết rồi Thương chết rồi đó rồi em mới tung bộ em chạy xuống dưới anh hai ông nằm xét cái hàng rào á rồi chết queo rồi lúc đó anh chạy lên thì anh thấy nó như thế nào ạ? Thì em thấy là chiếc xe dẫn lên mình đánh rồi lúc mà chiếc xe đè lên mình đánh luôn em xuống rồi cũng như cái hàng xóm dưới người ta ghim chiếc xe anh rồi là anh nằm trắng bo rồi xét cái gạo cái nón bảo hiểm còn dính trên đầu mà vẫn còn bảo hiểm trên đầu dạ là chết rồi em nhờ người là thương chết. Tích như thế nào thì nói chung là bị có cái đầu không à khi em xuống em thấy là bị chỉ có cái đầu thôi rồi mới rồi em gỡ cái ngực của anh là còn ấm với anh đi rồi cũng như anh mắc rồi có nghĩa là mắc ngay tại chỗ luôn dạ dạ, dạ. Nhưng mà anh có hỏi đâu đó cái câu chuyện là như thế nào không? Anh có nghe được ở đâu? Em nghe nói là quýnh lầm thôi. Hai bên kia đi mấy người gái á. Rồi xong rồi lên ca cho bên kia dành người ta đen ca. Cái lên tặng bông rồi giật cái mi. Rồi hai bên nói chuyện sao á. À, còn ở trong đó đâu có bao người gì á. À, anh của em về trước. Ở ra quýnh là anh em trước. Là anh trai của anh là ảnh có dành mic không? Mà không, anh bị tai biến mà. Anh đi dạ anh đi cà sụ anh đi tai biến mà là anh đi chơi vậy thôi chứ anh dạ, không có hát hò đúng rồi anh cũng không có dành của người ta dạ
nhưng mà người ta là tưởng là trong cái nhóm đó nên người ta đánh. Dạ đúng rồi, đúng rồi. À, chứ không phải là anh mình đó là bị đánh nhầm chứ. Dạ. Không có liên quan gì hết đúng không? Dạ. Rồi chị hai mới chở ra tới một khúc, cái thằng đó quýnh xong rồi chị hai còn nói nữa, quýnh lầm á, anh quýnh lầm rồi cái băng kia còn tổng á. Rồi rốt cuộc nó nói gì quýnh cho mà chị hai điện về nói vậy á, cái người hung thủ đó nói. Dạ, vậy luôn. Dạ. Đó là chị hai về nói vậy á. Rồi em còn nghe nói là chị hai của anh đó là chị dâu của anh. Dạ, đúng không? Dạ, dạ. Là hiện cũng bị đánh luôn và hiện. Dạ. Tại đang nằm ở trên bệnh viện. Dạ, nguyên chịu đánh tay. Dạ. Là chỉ chở ảnh đi. Dạ, về đúng rồi người ta đánh cả hai vợ chồng luôn. Dạ. Nhưng mà hiện tại thì cái tình hình sức khỏe của chị như thế nào ạ? Dạ thấy điện về cũng hơi bớt rồi mà bệnh viện đang theo dõi. Dạ. À, gãy hai tay 4 khúc. Gãy hai tay mà 4 khúc. Dạ. Hai tay bên một bên 2 khúc á. Dạ. À, qua mổ tay, giờ chuẩn bị mổ chân tay nữa. Dạ. Trời. Là cái thời điểm mà anh chị từ trong quán đi ra đó. Dạ. Là lúc đó là khoảng mấy giờ? Chắc với 10 giờ năm à, tại vì ông cậu cũng chạy lên đây ông kia lúc đó mới có 10 giờ 20 à. Là em tung bồ xuống dưới mà 10 giờ 25 10 giờ rưỡi còn mà. Nó cỡ từ đây đi dưới sao? Dạ cũng cỡ 5 phút ạ. 5 phút. Dạ. Rồi là anh trai của anh là bị tai biến. Dạ. Rồi chị hai của anh là chở đi. Dạ. Chở đi xuống dưới uống nước. Dạ. Rồi đi ra là bị núp quýnh mà nhìn lầm là cái nhóm bên kia. Dạ. Là tưởng anh chị của anh là cái chị hai còn nói nữa mà nói anh quýnh lầm rồi à, chỉ chạy vô cái chỗ cao kê la lên là ở ngoài ở trong cái chỗ cao kê chạy ra anh hai em chết queo à. Ủa vậy là cái lúc đó là chị cũng như chạy thẳng chạy đi được. Dạ chắc rồi. Dạ. Là do chạy xe là núp vừa bữa vô là mới gãy luôn hay. Dạ, dạ đúng rồi. Là chắc là chạy xe bởi cái đầu đèn luôn lên tay á. Dạ, bởi cái đầu đèn mặt nạ chứ chưa sành. Dạ. Mà không quán là người ta nói lầm rồi mà vẫn nói. Dạ. là cho đi luôn. Ờ, là chị hai. Dạ. Em điện về nói vậy á. Cái người đó là có quen biết gì mình không? Dạ không. Lạ, ngỡ dòng tôm mà. Dạ. Nên đây mướn nhà trọ trên đây thôi. Là đi làm trên đây sao anh? Người đó. Dạ, dạ em cũng biết nữa, chắc cũng đi làm trên đây chứ ở dưới dòng tôm anh đây chắc cũng đi làm công ty hoặc nó làm còn giờ. À. Mà anh cho em hỏi là cái quán mà mấy anh chị đi á là quán gì? Quán hát với nhau. À là quán cà phê hả? Dạ. Hay là quán nhậu? Quán cà phê hát với nhau mà chẳng có nhậu không? À quán. Dạ. Cà phê, quán. Dạ. Nhậu. Dạ. Vẫn bán bia. Nghe đó. Dạ, dạ đúng rồi. Giao lưu rồi đó. Dạ. Đó. Rồi là hai cái nhóm kia họ đang ngồi chơi mà họ giành mic với nhau. Dạ. À, cái nhóm này nhỏ nãy lên nó ca xong rồi nãy lên tặng bông nó giành mic trong cái thằng bạn của cái thằng ấy nói người ta ca mà giành cái mic chi rồi trong một cái tớp kia lại mời cái ly bia cái tớp bạn nhỏ ca không biết có nói cái gì không cái đó, em không biết em cũng nghe ở dưới kể vậy thôi nghe ở dưới ông chủ cũng kể vậy thôi nó là gì đã xảy ra chuyện đó à, khi, à, anh hai chị hai em về trước còn cái nhóm đó còn ở lại là canh nhóm kia nhưng. Dạ, mà dạ. Anh chị đi về là vô tình bị oan. Dạ dạ. Trời, cái này là bị oan nhưng. Dạ. Mà cái câu chuyện nó cũng là nhỏ chút xíu xíu xíu. Dạ đúng rồi. Chỉ là dành cái mic rồi nói chuyện qua lại vậy thôi. Đúng, chứ đúng cũng rồi. Không phải là cái chuyện gì to tát. Dạ. Nhưng mà lại xảy ra một cái chuyện liên quan tới mạng người. Dạ. Thật sự là rất đau lòng. Hơn nữa anh của mình là một người bị lầm chứ cũng không phải. Dạ. Ví dụ như anh mình là người mà xô xát ở trong đấy nói chuyện to tiếng nhỏ tiếng ở trong đấy thì còn có thể hiểu được đi. Dạ. Nhưng mà anh không nào anh thôi. Không biết luôn tại anh không có nói chuyện bên đó nhưng mà anh nói anh của anh bị tai biến rồi là bị như thế nào anh có thể kể một xíu trước à anh hộp trước anh làm công ty á rồi anh về anh mua ăn gì anh làm cá với sau lưng à anh nhức đầu anh ngã ra rồi. Ngã ra bị tai biến luôn bị xuất huyết não anh lên chờ gãy thì đó là bị tai biến còn hấp cái sọ còn ở đó nữa. À là đang hấp ở trên đó. Dạ. Rồi. Bây giờ là thời điểm mà trước khi xảy ra sự việc này nè là tâm trí của ảnh có bình thường không? Dạ, vẫn bình thường. Đồ nói bình thường. Bình thường. Dạ. Ha. À, mà đều chắc là hơi chậm hơn người ta một xíu. Dạ đúng rồi đúng rồi. Nói chuyện hơi cà lâm á. À. Dạ. Anh đi đứng sao anh? Cũng đi cà xích đi chăng ông già 60 tuổi vậy anh. Nói vậy. Cây gậy mà. Nếu vậy thì ảnh cũng chắc không giành mic hay là nói chuyện to tiếng được gì với ai đâu. Đúng rồi, ảnh hiền khô à. Vậy hả? Anh hai mới hiền khô à. Trời ơi, dễ mà. Hiền cục bột đó. Ông hiền chứ.
Rồi hai vợ chồng của anh chị là có con cái rồi gì chưa? Có bạn con đi xa À, có một người con lớn chưa anh? cũng có 25 mà 25 rồi mà có một người con thôi. Rồi bình thường là anh chị làm cái gì anh? Đó, hai vợ chồng ti xong rồi sau này anh bị tai biến ở nhà giờ còn mình chỉ lo Còn mình chỉ là làm lo hết trong ở trong ở ngoài nhà gì đó. lo ở trong nhà Tại vì là em cũng hỏi một chút về cái hoàn cảnh gia đình mình như thế nào á. Em thấy được đó là cái nhà của mình của anh chị này chắc là nhà ra nhà của anh chị phải dạ dạ không? có anh chị Anh Thanh có ở đây không? dạ không em ở riêng Nghĩa là nhà ra là chỉ có mình anh chị ở thôi. dạ hai anh chị Đó là hai vợ chồng là làm là cũng xây được cái nhà lên nhưng mà còn chắc cũng thiếu tiền nên là chưa có tô có sơn gì được hết cô chú anh chị. tại giờ có một mình chỉ lo làm công Là nhân tháng có nhiêu tiền 6-7 triệu chắc hồi đó làm xong rồi cái là xây cái nhà rồi lên rồi tính là sau này mình làm rồi mình để dành rồi thêm rồi mình làm thêm á thì nhưng mà không tính ngờ là anh làm bị bệnh luôn. đúng rồi tính làm hai vợ chồng mình dậm tính làm xong rồi tính xây tô rồi lên rồi anh bệnh luôn vừa xây nhà xong dám 8-9 tháng anh bị luôn Bị rồi luôn ngưng là luôn kinh tế nó xuống mà thành ra mình không có thể hoàn thiện được dạ nữa. đúng rồi Rồi là việc trong việc ngoài mọi thứ là đều một tay của chị lo hết. dạ đúng Mà bây giờ chị là cũng bị như vậy. Anh thì mất mà chị á thì nằm ở trên bệnh viện. dạ Đó, bây giờ là từ hôm bữa đó tới bây giờ là mấy bữa đó anh ha? ba bữa Ba bữa. bữa chết là tối bữa chủ nhật nay thứ ba rồi chôn một chiều qua bữa thứ hai á À là cho em hỏi một xíu là cái sự việc nó xảy ra khoảng mấy giờ ngày bao nhiêu anh? em bữa chủ nhật á em cũng nhớ nữa Bữa 12 tay, 12 tay, nhớ nhất là 12 12 tay. Tại là vì là mình quay lên á là mình cũng phải nói cái thời gian rõ ràng để cho cô 12 chú anh tây chị mà biết. 22:20 khi công an lên hiện trường 22:20 cái biên bản À, anh cho em hỏi cái anh Thương này là bao nhiêu tuổi ạ? 44 anh 44 ha. dạ Vợ anh thì Nguyễn Văn sao? Thương Vợ anh Chị Thương á chị là bao nhiêu? chị em cũng nhớ lắm như cũng bốn mấy 43-42 vậy Cũng tầm đó ha. À, anh cho em hỏi thêm câu nữa là cái người mà những anh biết bao nhiêu người làm quấn anh chị mình không? Có một người à công an bắt được có một người à Một ra người khai là chỉ có mình nữa à, là chỉ có một người đánh thôi. Cái lúc đó có ai thấy được không ạ? không tại vì cái đường nó dán que anh ơi em đi vô tổng mà em không dám vô anh nghĩ đi vô và đụng cái nghĩa địa trước trong mà chạy vô khúc nữa nó dán que à không có cái đèn đường gì đó nó nhỏ cỡ cái đường em vậy Vậy hả? dạ Cái đường nhà ảnh thì cũng đâu đó còn cỡ còn mét thôi cô chú anh dạ đúng chị. rồi cái đường nó cũng cỡ đó xe qua lâm vừa lọt Rồi đi như vậy là anh chỉ là hay đi vô quán đó không? không lâu lâu xuống chơi thôi cũng quen biết cái ông chủ cũng lên đây uống trà hoài cũng quen biết vậy thôi Kiểu như cái chỗ quen biết rồi lâu lâu mình tới mình xuống chơi vậy dạ đó đúng mà. rồi Chứ còn tại phần thường ảnh ở nhà hoài á, buồn á lâu lâu chỉ thấy chủ nhật cái bãi chỉ chở cho anh đi xả rét nha xã xã khác vậy đó. tại tối ngày anh ở nhà anh cũng đóng cửa không à Vậy là do chứ ảnh đâu có đi được đâu ban ngày chị đi làm ban đêm á thì anh ở nhà cũng buồn quá thì thứ bảy chủ nhật thì chị cũng chở ảnh đi đúng rồi gặp người quen đồ này nọ với hơn nữa có ca nhạc rồi vậy cho thư thỏa vậy thôi nhưng mà không ngờ lại xảy ra cái sự việc này. Rồi từ ba bữa nay thì cái mọi cái kinh phí mà chữa trị bệnh cho chị dâu của anh nó như thế nào rồi? Thì cũng gia đình sắp xếp thôi Là toàn bộ bên nhà anh lo hết. Người cái bên mà người mà làm ra cái chuyện này á họ có đền bù đồ gì chưa? dạ chưa Chắc là còn bên bên phía chính quyền họ phải làm việc rồi dạ mới có tới cái khoản đó ha. dạ Thì cho em hỏi một xíu là hiện tại là ảnh chỉ là sống ở đây rồi còn anh Thanh là ở có gần đây không? dạ cũng sát bên anh Cũng sát bên đây dạ ha. Tại vì hồi nãy em cũng có nghe nói là anh đang ở với cô hả? dạ dạ đúng rồi ở mẹ Thì mẹ em không biết cũng bị là tai biến giống vậy vậy hả? dạ Em định hỏi là không biết là khi mà cô nhận được cái thông tin như thế này thì cô tình trạng của cô như thế nào á? phát khóc hoài Vậy hả? dạ Trời ơi, nhưng mà không ngờ là cô bị tai biến nữa mà dạ nhận được cái tin dữ của con trai mình như vậy chắc cô đau lòng lắm. dạ nó cứ ngồi bán khóc hoài bán khóc rồi lúc chết tới giờ Ba anh còn không? dạ ba em mất Ba mất rồi. dạ Vậy là mọi chuyện là anh lo hết. dạ ông anh tư em lo
Dạ. Em có ông anh Tư nữa. Anh là tổng cộng mấy người anh em? Dạ, 4 anh em. Dạ. Anh là Út. Dạ, anh này thứ 2. Rồi anh thứ 3, anh thứ 4. Rồi em Út. Anh là ngày hôm qua là anh chịu tan anh 2 phải không? Dạ, anh Tư. Anh Tư đỡ tan, còn em mà Vinh ấy không. Thì ngày hôm qua đám đó, lúc đám đó là có vợ của cái người mà gây ra cái tai nạn này nè, cho anh hai đó tới đây, có thắp nhang vào người nhà, có người nhà bên đó đó có tới đây nói chuyện chưa? Dạ không, chỉ có vợ của người hung thủ lên đây thôi. Lên đây đốc nhà thôi, người nhà ta chưa tới đây nói chuyện phải quá ha. Dạ chưa. Nhưng mà em thắc mắc là chỉ có một chuyện có một chút vậy thôi mà lại làm hung dữ như thế, người đấy họ có uống rượu đồ gì không anh? Em thì cũng nghe kể là hai người đó là có uống 12 lon bia, mỗi người uống 6 lon, tại cái người hung thủ á đi thêm một người nữa, nó đi thêm một người con gái nữa, mà người con gái không có uống, người con gái uống ngọt, còn hai người kia là uống 12 lon bia nghỉ á. Nếu như mà một người bình thường thì mỗi người 6 lon bia thì cũng chưa tới gì ghê gớm đâu. Dạ. Mà lại làm ra hành động như thế này thật sự là rất đáng thương. Nhưng mà giữa cái người đó là cái bàn mà đi lên giật như cho á, giữa mấy anh mà đó là ngồi, nó có gây cấn gì trước không mà sao mà tại sao mà lại ra mà có gì cái video không mà ra canh ra làm dữ vậy trời? Dạ cái đó em không biết, thì em chỉ biết là cái khúc đó thôi, còn cái khúc mà ở ngoài xã hội là cái đó em không biết. Dạ. Dạ. Tại biết em không có quen đâu, dạ, dạ. Cũng lạ không chứ em có quen em không biết. Còn mấy anh đó là bên đây mình cũng không biết luôn. Dạ không, ở dưới ấp 9 nè, còn em ở dưới ấp 3 em không biết. Xa. Dạ xa em không biết. Vậy tính ra cùng xã. Dạ đúng rồi, cùng xã. Một xã thì nó rộng lắm. Dạ. Không thể nào biết được đâu. Dạ. Cái sự việc có xảy ra nhanh không, sao mà không có ai can ngăn lại? Nhanh lắm anh. Tại cũng ở dưới nó thưa nhà lắm, thưa em nói nó thưa lắm, rồi chạy ra xa lắm mà xong miệng luôn mà, ra chặn người theo quýnh liền luôn mà. Thế là những anh này là có sự chuẩn bị. Dạ. Ra đón chặn luôn. Dạ. Ra bập liền. Em nghe nói là cầm cái gậy bóng chày hả? Dạ đúng rồi. Cầm cái gậy. Sao ở mình mà có cái gậy bóng chày được ta? Mình chắc mua ở trên mạng. Ở chắc mình mua à? Dạ. Chắc vậy chứ ở đâu có vụ cái. Nếu mà vậy là cái người này là cũng không phải là hiền đâu. Dạ. Đã mua đồ chơi để thủ sẵn mà. Gậy bóng chày là nó rất là cứng luôn. Dạ. Là thường á, tại vì em thấy lạ là bởi vì đa phần Việt Nam mình không có chơi bóng chày. Đúng rồi. Đó, ví dụ như mình nói mà cái cơ bia đi, dạ. Mình còn có thể hiểu được, hoặc là cái cây gì ở đâu đó đi, dạ. Thì mình còn có thể hiểu được, chứ mà cái gậy bóng chày thì thấy hơi lạ nữa. Dạ đúng rồi. Em thấy ở trên đây thì nhà mình đang chuẩn bị mấy cái này, có phải là mấy cái đồ mà để mình mở cửa mã không anh? Dạ đúng rồi. Ngày mai là mở cửa mã không? Cái thang bằng tre của chú anh chị cùng với lại mấy cái ống tre. Dạ. Đó. Với lại thêm một số giấy tờ nữa là hình như ngày mai hả? Dạ, ngày mai. Mở cửa mã, dạ. Dạ. Ngày mai mở cửa mã xong xuống rước anh về luôn. Dạ, mời thầy xuống rước, dạ. Luôn. Dạ. Mời thầy đi rước. Chứ giờ mà. Trời ơi. Bây giờ xảy ra chuyện như thế này mà trong gia đình thì cũng không còn ai, chỉ có còn mấy được mấy người anh em nữa thôi. Vợ con có đỡ tan được, đúng tới số. Cuộc đời khổ. Cái này anh hai em khổ cả đời. Bác sĩ có nói cái tình trạng của chị nó nặng cỡ nào không ạ? Liệu sau này nó có phục hồi lại được không? Cái đó em cũng không rành á, tại em cũng có hỏi, tại chỉ điện gì chứ thấy cái thằng thợ anh hai mà chỉ khóc không. Không nói chuyện được giờ, nói chuyện được vài câu cái là chỉ tắt máy. Thế bây giờ dưới đó ai đang chăm sóc chị? Dạ má chị. Má. Dạ. Là má vợ của anh Thương. Dạ. Chắc giờ nó là lo những cái tiền mà lo hậu sự cho anh của mình á là một lần rồi, còn phải lo cho thêm chị. Dạ đúng rồi. Chắc là gia đình cũng rất là khó khăn phải không anh? Dạ. Tại vì em vô là em thấy nhà cửa nó cũng chưa đâu vô đâu hết. Dạ đúng rồi. Cũng không phải gia đình cũng khổ, không có đất đai gì nên chỉ có cái là nhà. Tại nhà mình là đa phần đi làm công ty hết hả? Dạ, làm công ty hết hả? Làm công ty mua sống. Dạ, vậy thôi anh ạ. À. Thì hôm nay ba anh em của em dạ. Thì cũng tới, trước mắt là hỏi thăm gia đình. Dạ. Thứ hai nữa là
cũng muốn nói chuyện một chút, hỏi thăm một chút để cho quý cô chú anh chị cũng hiểu được cái sự việc nó xảy ra như thế nào á. Thì thôi, ở đây thì cái số quỹ của em nó cũng đã hết rồi, thì em xin phép là trích 200.000 của cô Bích Phương ở cũng ở miền Nam Bến Tre mình đó, là xin gửi cho gia đình mình thắp nhang ha, cùng với lại các anh em ở đây là gồm có em là em tên Bốn, em làm kênh Từ Thiện Tây Nguyên, còn đây là Trần Mạnh Caramel, còn đây là anh Phú Long An, đó là ba anh em góp vô thêm ít nữa gửi cho thắp nhang gia đình mình ha, em gửi anh 500 nha. Dạ rồi, em cảm ơn ba anh với chị ở bên Mỏ Cày. Dạ chị Bích Phương, em gọi là cô dạ, Bích Phương. Cô Bích Phương, dạ. Gia đình con cảm ơn cô Bích Phương. Dạ. Cô chi bộ. Tại vì trong cái nguồn quỹ của ba anh em thì cũng đã hết rồi cô chú anh chị. Nên nó là anh em cũng còn được bao nhiêu thì trích ra, với lại cũng trích tiền túi ra thêm một ít gì đó, để trước mắt là mình thắp nhang gia đình thôi. Còn ví dụ như có cô chú anh chị nào mà thấy thương gia đình hay là muốn thắp nhang đồ như thế nào đó thì có thể liên lạc với lại các anh em. Các anh em luôn để số điện thoại ở trên góc trái của màn hình ha. Còn bây giờ thì có lẽ là anh em của em cũng xin phép em cũng cầu chúc cho gia đình mình là sớm vượt qua cái nỗi đau này, để tiếp tục để còn lo cho chị nữa. Tại vì nói gì thì nói chứ bây giờ là cái chuyện nó đã xảy ra rồi thì mình đâu có biết phải làm sao nữa đâu. Mình cũng phải lo cho chị để cho chị phục hồi sức khỏe lại thôi. Vậy nha. Em cảm ơn ba anh luôn. Thì trước tiên là mấy anh em tới đây để xin thắp một cái nén nhang chia buồn với gia đình. Sau nữa thì nhiều khán giả đó người ta cũng muốn biết tình hình của sức khỏe của chị hôm nay như thế nào. Với lại mình cũng muốn tới đây để tìm hiểu rõ cái hoàn cảnh, để cho đăng tải lên để cho những cái cô chú mạnh quân người ta có thể thấy, người ta thể ủng hộ cho gia đình mình. Cũng thành thật chia buồn với gia đình mình rất là nhiều luôn. Cũng ráng vượt qua cái nỗi đau này để mà lo giúp chị, lo cho chị để cho có sức khỏe tốt và ổn định lại. Trời ơi, thấy không anh Hai, không chiều chị Hai phải điện gì phải nó tăng cao cái một ông đứng trước cửa ông ngồi về nóng chờ ông phải về. Là anh nghe nói chị tăng ca về trễ là anh ra anh ngồi ngóng chờ. Đúng rồi, tại vì thường thường chỉ tăng ca về 8 giờ không anh ngồi anh ngóng chờ. Con thì không có nhà, giờ có vợ. Trong vợ về nghe nói đứng ruột rồi chứ. Bây giờ chết nhờ. Lỡ rồi cũng. Giờ cái sự việc nó xảy ra như vậy thì nói chung là giờ bên kia là người ta lầm, người ta cố ý. Còn bên mình thì giờ dù mình cũng không muốn làm khó dễ gì đó mà rõ rồi chứ giờ biết nói gì giờ. Mình cũng không làm khó dễ gì người ta, tại vì có một cũng lỡ rồi chứ, lỡ giờ vậy anh mình cũng mắc rồi, giờ cũng lỡ rồi, giờ nói gì giờ. Mà giờ bên kia gặp cái bên kia cũng nghèo, và ngày hôm qua thì em có nghe ông chú ông chia sẻ, nói ngồi ngay tại đám tang này chia sẻ, nói là cái người vợ của cái người này á là có gọi điện thoại cho bà già người đó đó, nhưng mà bà già nói giờ thân anh ấy lo không biết. Thì chính là ngày qua là chú đó có chia sẻ trên clip đó, không biết sự việc thì sao, không biết chuyện nhà người ta thì mình cũng không không biết được đó. Nghe là anh Út nói là anh thương này nó vợ đi làm, thì mà bữa nào mà tăng ca gọi về báo là anh ra ngồi anh ngóng bên trong, rồi chỉ về đây ảnh ngồi trên bàn thờ của mình chỉ lũ thủ nó, bây giờ thì nằm ở bệnh viện không biết là chuyện nào về, rồi không biết là sức khỏe về là có khôi phục là được hay không. Rồi bây giờ là cái số tiền, theo em nghĩ cái số tiền mà nhờ chị bệnh cho chị, em nghĩ chắc là cũng không thấp đâu ha. Dạ đúng rồi, tại vì nằm hổm gài mà bị nặng nhá. Chứ bị nhẹ hổm gài gì à, bác sĩ không cho về mà, chỉ xin về để dò mặt anh là bác sĩ không cho về mà, đâu có ngồi vậy được đâu. Là đã gãy hai tay nữa mà. Gãy hai tay mà gãy một cái tay là gãy hai khúc luôn. Dạ. Rồi xong bị cái đầu nữa. Cái đầu em nghe nó mai mười mấy mũi á. Cái đầu mai mười mũi mà chị đội nón bảo hiểm rồi phải không? Dạ, mà cũng gãy cái nón bảo hiểm rồi. Vậy mà tác động mạnh lắm. Dạ. Không chạy mà. Nếu mà vậy là chị đang chạy xe là chạy ra chắc quơ vô cái tay quá. Đúng rồi, quơ. Vừa dù có tay là nó mới có xảy ra cái tình trạng là hai tay. Dạ.
mà chị hai cái tay chị vậy mà chị vẫn cố chạy. Nếu mà chị còn đứng đó là chắc chị mất luôn, chết luôn. Quén à, chị không chạy chị chết luôn. Đúng rồi, mất luôn quá chạy mà nó còn dí theo, còn quýnh chị không mà còn đưa theo không dạ. Trời đất ơi. Rồi mấy ông kia trong nhà chạy ra, nó tèo lên xe chạy mà mấy ông thấy nó tèo lên xe chạy không mà. Là những cái người dân gần đó là người ta thấy chạy xe chạy luôn. Dạ. Rồi. Mà là cái người này theo như mà em nghĩ chắc là có sử dụng cái gì đó nó không bình thường, như cái đầu óc nó đâu có mà dữ dằn vậy. Chỉ có va chạm có tí xíu là giật cái micro, nhưng mà bên kia giật cái bên cái người hại người ta giật luôn, chứ không phải là cái bên mà bên đây người ta giật nữa. Mà thù oán gì đâu mà dữ. Nghe nói tôi nghiệp. À, em cho anh hỏi là cái hiện trường bữa mà anh khi mà anh Thương thấy á, là nằm ở chỗ nào em? Đây nè, ngay đây mà, cái đầu nằm ngay đây nè, còn cái chỗ này để yên Hương à, nghe anh còn à, cái đầu nằm đây, còn cái giò này nằm xe xuống ngột kêu nè, nằm thẳng đường này luôn, nằm thẳng vô nè, nằm lọt vào đó luôn, dạ, còn cái nón bảo hiểm còn luôn. Mà em nghe nói là cái xe đè lên người là có không? Có, xong rồi ông chủ nhà ông mới ra, cái ông chủ quán á, ông mới ra ông đỡ lên, ngước ba cái anh em chết luôn á. Dạ. Có nói câu gì đúng anh? Dạ không, ngước anh chết. Ông dẫn lên là ngước anh ba cái chết. Vậy rồi là người đó núp ở chỗ nào ta? Núp mấy bên đây nè. Nghe kể là núp mấy bên đây. Tại vì quýnh là chiếc xe đè lên đây rồi, tất nhiên là phải núp bên đây. Sẽ thấy xe đó là nhà quạp không? Đúng bên rồi. Này là hàng rào lưới không có chỗ núp luôn nè. Đúng rồi, đúng rồi. Bên đây tống sao núp được. Chỉ có đây là tung ra thôi. Mà đâu có đèn đường vô anh thấy không? Dạ. Đường này nhỏ chút xíu. Dạ. Chắc là núp ở đâu ngay chỗ. Dạ, tao đây nè. Dạ. Cái gà nó quyết mà. Gà nó chặn người xe nó quyết không à. Mà đánh xong rồi có là hình như là chị Thanh đúng không? Chị Thanh bỏ chạy vậy? Đúng rồi. Quýnh trong chị cũng như là quýnh trong bà sản mà chạy thẳng vô, chứ còn Nguyễn Bảo không chạy nó chết luôn rồi. Đúng rồi. Nó cố tình nó mới quýnh vậy chứ gãi tay. Từ chỗ này mà chạy vô quán đó xa không ta? Chắc cũng gần à, mấy trăm mét hả? Dạ, vì vừa chạy vừa la chắc cũng nghe, tại đêm mà đêm mà la nghe chứ. Đây là nhà giờ đấy ha. Đây thấy nhà cửa người ta thục thục trong cũng dạ. Đóng cửa rồi, bây giờ đúng đó người ta đóng cửa ngủ hết rồi, nó không ai nghe hết. Đúng rồi, không ai nghe, tại vì khi cái màu chạy chắc vô khúc la người ta phải nghe, ông chủ cũng phải nghe chứ. À. Là em hỏi cái là khi mà anh lên đây á là thấy anh nằm vậy không? Nằm vậy luôn. Dạ. Em lên đây là thấy nằm vậy. Rồi mấy gò ngực cái ngực nè là anh mắt. Là không còn thấy nhịp rồi gì đó. Dạ, không. À. Và em hỏi cái nữa là khi mà công an lên tới á thì khoảng bao lâu thì mình đưa anh mình về được anh? Chết là 10:20 em xuống ngày 10:20 nha. Làm xuống tới đây á là chắc nghi là có 4 giờ. 4 giờ sáng. Ừ, 4 giờ sáng. Và đưa về luôn. Dạ, đưa về nhà khám nghiệm cái thi ở nhà của anh luôn. À, là khám nghiệm ở nhà chứ không phải ở đây. Dạ không. Âm nhi nghe nói là ở đây không có đủ ánh sáng. À. Ừ. Rồi đem về nhà khám. Mà em nghe nói là hôm bữa mà đi khi mà đưa anh về nó gặp cái chuyện gì nữa đúng không? Vì ra tới đĩa tự nhiên anh gớt xuống rồi chứ có gì đâu. Sơ. Rớt sao anh? Rớt cái đầu xuống vậy thôi. Rớt cái đầu xuống luôn. Dạ. Nghe gì ghê vậy? Mà cái lúc khiêng đó là mấy người khiêng? 5 người khiêng. 5 người khiêng. Dạ. Khiêng bằng cái gì? Khiêng bằng cái tấm mũ. Tấm mũ dày á mà. À, 2 tấm luôn á. Lên 2 tấm mũ luôn á. Dày á. 5 người mà khiêng có 1 người. Lý do là sao tụt ta? Em không biết. Tự nhiên ra tới đó. Tại vì cái chiếc xe. Nào, anh, tới chỗ này. Cái địa ngoài đây nè. Tại vì cái chiếc xe qua Lâm, chiếc xe qua Lâm bỏ ngoài á, tại vì chở anh gì bằng chiếc xe qua Lâm. À. Nó ấy ginh ra, 5 người ginh, có con của ông chủ quán cũng ginh ra nữa mà. Mà mấy ông kia bự con lắm, có mình em ốm yếu. Mà ý là anh trực tiếp bưng luôn hả? Em ginh nữa mà. Là 1 người tuột tay hay là 5 người luôn? Thì nói chung là tuột tay á, tuột cái đầu xuống vậy á. Ra tới ngoài tự nhiên cột ở trong đây xe cộ đậu nhóc luôn mà đi không có gì hết. Mình có nghe nặng hay nghe ai kéo gì không mà sao tuột? Em cũng không biết. Lúc đó là mình giờ cũng không có cảm giác nữa không? Thì đầu tiên là mình khiêng lên sao? Nó thì vinh qua vậy nè. Cũng như là người bỏ cái đầu, em bỏ 2 cái chân. Nếu cái ông cậu ông bỏ chính giữa, vinh qua bỏ bên đây nè, lăn qua bỏ bên đây nè.
thì đãi miếng manh vậy nè mà 28 ăn chắc để lâu vậy là chắc bắt đầu lạnh rồi. Dạ đúng rồi. Khi à ginh lên cái một là kiến không à, em còn ấy tại em chà kiến rồi mà quá thì kiến rồi cơ. Tại vì chết tầm 10 giờ mấy tới 4 giờ nó đem về mà nằm cái này nữa mà tầm mưa nữa lấy cái tấm anh che ra vậy nè à, dắt cái tầm mưa nó dắt 11 giờ mấy ờ mưa găm nữa tội dưới trời. Rồi chở về tới tỉnh là mưa cái nữa mà. Công an có nói là nguyên nhân bị làm sao không anh? Thì ở dưới đây thì ông nói thì công an không có nói gì, lên tỉnh khám nghiệm thi thì nó bị chấn thương sọ não gì thôi chứ không có nói gì hết. Tại người nhà không có hỏi để cho người ta giải quyết. Đến bây giờ công an cũng chưa nói gì luôn ha. Giờ chờ chứ giờ sao. Ờ, tội nghiệp quá trời, nó mất nằm đây mà trời mưa là phải lấy tấm bạc đậy lên nữa. Nhưng mà ngày hôm qua là cái lúc vừa khiêng ra đi là trời cũng mưa nữa. Đúng rồi, mưa âm găm. Đúng rồi. Mưa âm găm, dạ, giái cho có mưa, qua chôn xong mưa cũng được. Rồi cái tự nhiên nó ngưng rồi. Nè, cái miếng mót nó mưa hiểm không còn nè. Là miếng mót đó là của anh hai á. Của anh hai. Ờ, nó mũ ra. Trời ơi, vậy là dữ lắm luôn mà nó mới bể ra vậy á. Ờ. Mới bung ra. Quýnh bằng cái gì anh nhá? Quýnh cây bóng chày. À cái gậy bóng chày. Trời ơi cây gậy đó mà quýnh thì thôi luôn. Cây đó cái chỗ này tới đường dữ lắm. Cái nhang còn. À cái đầu cũng nằm đây. Cái đầu cũng nằm ngay này. Cái chân hương bỏ đây nè. Đó cây nhang còn. Em có nói là hình như là có cái tó cái tó ông bị tai biến. Ờ, à gãy làm hai luôn. Rồi. À. Vậy là cái lực cây gậy đó bằng gỗ hay là bằng gì vậy? Bằng inox. Cái sáng giới à. Ờ. Cái gậy bao giờ gãy ta? Ờ gãy gầm hai quá, em có không biết. Lực ấy là gãy đứt ra luôn á hả? Ờ. Gãy gầm hai mà, nằm ngay đây luôn. Là dữ lắm luôn á, là mới gãy cái nấu không mới là nó công thôi chứ đâu. Cái gậy cái này cái á là có hai loại, một loại bằng gỗ và loại bằng kim loại bằng sắt luôn anh. Mà nghe nói cái nghe công an nghe nói là bằng cây, cái cây á bằng cây. Không biết phải không mà không biết tại em cũng nghe nói. Đánh cái gì ghê dữ trời. Đó là làm hết lực luôn á. Làm hết lực luôn mới dữ vậy á. Cái tó vậy mà đánh gãy luôn. Thì anh nghĩ sao mà tay của chị đó mà đánh thành cái bằng 4 khúc luôn. Đúng không? Một cánh là hai khúc luôn. Đúng rồi. Mà đánh gãy xương là sức nó nhiều lắm, mạnh lắm anh. Mà nghĩ sao mà quýnh cái cây gãy làm hai khúc em cũng không hiểu nó. Đó là thường thường thì ví dụ mà quýnh này. Ví dụ thường thường quýnh cái cây giấm công chứ làm gì nó gãy dữ vậy. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái gãy làm hai mà. Cũng khó hiểu ha. Gãy là cái lực tác động nó vừa mạnh mà nó vừa nhanh. Đúng rồi. Nó mới gãy lứt gọn vậy. Cái mũ bảo hiểm là đập cho với cả miếng mút luôn ra luôn mà. Ừ. Còn luôn cái miếng bảo hiểm còn luôn. À công an đem gì hết ta à? Công an thịt thu gì hết ta? Đúng rồi, nó họ phải thu về. Nó không bảo hiểm rồi cây biết gì thu gì hết ta. À cái đó là người ta phải lấy lại người ta về người ta làm. Chứng á. Dạ. Chứng đang chứng vật chứng. Còn cái nón bảo hiểm của bà chị nằm ngay đó. Nghe nè. Là chị Thanh là rớt cái mũ bảo hiểm ra. Ờ đây nè. Văng ra ngoài đó. Ừ. Thì em xuống mà đây nè. Em xuống em thấy nằm ngay đây nè. Đó luôn. Ờ. Máu là chị có bị ảnh hưởng trên đầu không cho anh? Có luôn hả? Ờ, đã mai tới mười mấy mũi rồi mà. Ờ. Trời ơi. Ờ, là cái nó bảo hiểm mà. Chỉ bị phần đầu với lại hai cánh tay. Dạ. Mà chân là không sao nên là còn chạy được. Đúng rồi. Cái kêu chắc nghi kêu chạy sản. Chạy nữa chắc. Trời trời rồi xong luôn, xong hai vợ chồng luôn. Mà chỗ này đêm hôm nó vắng đường. Đúng vắng rồi. Này. Không có đường ai không có đèn đốt không có mà. Trời ơi, khi mà xảy ra vụ việc rồi cái một em xuống 10 giờ mấy rồi, ông chủ nhà à, đàng hoàng ông không biết luôn. Không hay luôn. Không biết luôn. Trong nhà còn không biết luôn hả? Bởi vì do nhà đó thứ nhất là nó xa, hai là cửa người ta đóng kín, nhà tường đóng kín lắm, người ta không hay đâu. Mà 10 giờ là muộn lắm rồi. Giờ này ở đây dưới quê là tầm 8 giờ người ta ngủ à. Rồi chị Thanh này vậy là giờ hai cái tay gãy là hai đoạn đó. Dạ. Một tay gãy hai đoạn rồi hai tay là 4 đoạn. Dạ. Rồi cái đầu à, có bị chấn thương gì không? Thì chắc nghi có bị chấn thương. Tại bữa nghe chị điện về chị nói có bị chấn thương. Giá chỉ là dạng chấn thương bên ngoài thôi. Dạ đúng rồi. Bên trong. Dạ. Rồi bác sĩ có nói là cái tay đó là có bình phục lại bao nhiêu phần trăm hay như thế nào không ta? Tại ở Úc mà anh em mắt bả ra ngoài rồi điện về bả thấy hình cái bả nói chuyện vài câu cái bả khóc bả tắt máy à. Ừ. Không có hỏi kỹ. Không hỏi được gì luôn. Dạ. Hồi nãy nghe nói là bữa nay là cũng có một ca mổ một bên tay đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi qua mổ tay. Rồi qua mổ tay.
Là chi phí rất cao lắm anh ta. Em cũng không có hỏi, em tới nay sáng giờ em cũng không có điện hỏi thăm chứ nữa. Thì anh em bốn cũng có quay lại một clip gọi là đính chính nha của chú anh chị, tại vì hiện tại ở trên mạng có nhiều người đưa tin sai lệch, là có nghĩa là nói rằng là anh xảy ra cái sự việc là ngay ở trong quán luôn, là cái đó là cái thứ nhất là sai nha của chú anh chị đó. Là cái thứ hai nữa, có nhiều người nói là chủ quán đánh luôn là cũng sai luôn nha cô chú anh chị đó, phải đính chính rõ ràng nha cô chú anh chị, nhận được thông tin là phải rõ ràng hết sức ha, chứ nói sai cho người ta quán chỗ mà nói là... anh mà nói anh của em giật mi cũng bậy luôn, tại vì ảnh bị tai biến, ảnh đi bước dày không à, rồi sao giật à, đi còn không nổi đi còn không nổi, y chang ông già có 70 tuổi nghĩ gì to sao đi được, cái mà liệt nửa mình... người nữa chứ sủi một tay nó còn có một tay à, chứ không to thì thế là à. Cái mắt của anh mình là mắt oan ha. Dạ đúng rồi, tại vì cũng có nhiều người họ nói là anh Thương là có giật mic của một người phụ nữ à, cái đó không có, cái đó là hoàn toàn không có luôn, giật mic là có, là nhưng mà bên kia là bên hai bàn khác, đúng rồi, hai bàn khác chứ không phải ảnh nói chuyện qua lại thôi à, chứ ảnh là giật mic đồ gì đó thôi, chứ anh Thương với chị là hoàn toàn không có gì hết, cũng không có quen biết gì mấy người đó luôn, không có quen biết, không có nói chuyện qua lại đồ, đúng rồi, mà đi ra đây là họ phục, họ làm như vậy thôi, giờ biết làm sao. Chứ ảnh bị tai biến, anh liệt nửa người, có một tay một đi còn xong mấy ao giật mít. Đó, nên là cô chú anh chị nếu mà xem video thì phải xem được cái thông tin nó chính xác. Dạ, đúng rồi. Đây á là em Thanh, là em út của anh Thương, là người bị hại đó cô chú anh chị đó. Đó là người mà có thể là nói ra những cái thông tin gần như là chính xác nhất. Đó. Ừ. Còn đó là ở trong cái quán kia thì thực chất là hồi nãy giờ anh em bốn cũng có vô ở trong đó rồi, là cũng nói chuyện với chú, và chú cũng có nói chuyện là bây giờ là có nhiều nguồn thông tin đưa sai lệch quá, mà bây giờ chú là cũng không muốn đến chính nữa, nên là bây giờ là anh em bốn chỉ có thể là quay ở ngoài đây thôi, chứ không có vô bên trong đó nói chuyện tiếp được nha cô chú anh chị. Cái sự thật đó là bữa đó có 3 bàn thì hai bàn hai bên đó là có qua lại là lên tặng bông, xong rồi giật mít ca, rồi cũng có giao lưu bia, rồi không biết có nói qua nói lại gì đó, thì cũng có chắc cũng có để trong bụng. Rồi cái người mà ra tay á với lại anh Lương và chị Thanh á, thì ra ngoài á để canh cái bàn bên kia, chứ không phải là canh anh Lương với chị Thanh. Nhưng mà vô tình thì anh Lương với chị Thanh là đi về trước, thành ra là mới xảy ra cái sự việc á, là anh Thanh với chị Thanh với anh Lương anh Thương á là bị lòng. Rồi cho nên là mới bị mất quan. Tại vì ban đêm dạ. Đi cái đường này nó tối nè, đèn nó rọi lên, đèn. Chỉ biết xe thôi, chứ chỉ thấy xe chạy ra đâu. Thôi chứ không nhận dạng được. Bây giờ nói chung Nguyễn ông tổng cai thì nó thấy xe ra kìa, nó tưởng là cái nhóm nó thôi. Đúng rồi. Chứ tại vì anh có mấy cái nhà một mà, đúng chứ rồi. Ai đi dắt cỡ 10 giờ mấy ai đi đâu ra đây làm gì? Đúng rồi. Thì nó canh mà nó khoảng có đèn. Thấy người ta ra là, dạ, là nó bữa là, chứ dạ, không có biết ai là ai, nhưng thành ra là anh Thương với chị Thanh đó là gặp nạn mà, đường. Mà chị hai em điện về nói là nó quýnh lầm rồi, quýnh lầm người rồi mà còn quýnh luôn mà vẫn tiếp tục dạ. La lên vậy mà cũng vẫn còn làm luôn dạ. Thôi giờ thì mấy anh em cũng tới đây để nhờ em Thanh chia sẻ cái câu chuyện chính xác nhất để cho quý chú anh chị mình xem hiểu rõ đó về cái câu chuyện là giật mít. Cái thứ nhất là giật mít anh Thương có giật mít hay không, thứ hai là cái hiện trường là nằm ở đâu, để cho quý cô chị mình biết rõ, để mình khỏi có bình luận những cái bình luận trái chiều quá cô chú anh chị. Rồi thôi được rồi, vậy anh cảm ơn em rất là nhiều ha, đã chia sẻ ha. Dạ dạ. Rồi, chào cảm ơn anh ha. Dạ. Rồi.